công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Kiên Thu hân hạnh kính chào quý khách. Bạn đang chuẩn bị xây nhà, bạn đang thi công dự án, bạn đang xây dựng công nghiệp, bạn xây dựng công trình hay siêu công trình, bạn là nhà đầu tư, bạn phân vân không biết lựa chọn đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng nào chất lượng nhất, nhà phân phối sơn nào đẹp và màu sắc lung linh nhất mà giá cả phải cạnh tranh. Hãy đến với vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện chính xác và toàn diện điều đó. Tự hào là đơn vị uy tín đạt chuẩn chất lượng tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, nổi tiếng với phương châm uy tín, chất lượng, hiệu quả, giá thành cạnh tranh. Chúng tôi chuyên cung cấp tổng thể vật liệu xây dựng, cát, sàn, xà bần, gạch lỗ, phân phối các dòng sơn nội ngoại thất, sơn bả, chống thấm của các thương hiệu Dulux, Dafusa. Nổi tiếng là những dòng sơn cao cấp, dòng sơn được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được nghiên cứu phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Bởi những tính năng vượt trội, chống thấm, chống nóng, chống nước tách, bền màu và đẹp mãi theo thời gian. Tư vấn, thiết kế, thi công trọn gói các công trình xây dựng, phạm vi phục vụ trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Trải qua nhiều năm phát triển và tạo dựng uy tín, với sứ mệnh mang đến sự bền vững và hoàn mỹ cho mọi công trình, vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction luôn tôn trọng khách hàng, tất cả vì quyền lợi khách hàng. Sở hữu đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, kỹ thuật giỏi, thợ thi công lành nghề, thiết bị máy móc tân tiến, đội xe hùng mạnh, đời mới, vật liệu đạt chuẩn chất lượng. Giám đốc là người cương trực, hào sảng, điều hành dựa trên 5 tiêu chí: đức, tâm, tầm, tín, lực. Luôn trân trọng các mối quan hệ tiên tiến, trên tinh thần minh bạch, sẵn sàng hợp tác chia sẻ để cùng phát triển. Nhưng bằng tất cả tâm huyết và khả năng của mình, vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction đã nhanh chóng khẳng định vị thế, nâng cao uy tín, thể hiện rõ trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn tại địa phương. Chúng tôi cam kết với khách hàng và đối tác về chất lượng dự án, luôn đảm bảo chính xác và đúng tiến độ, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Cùng sự nỗ lực không ngừng, bởi không từ chối bất cứ yêu cầu nào, gọi là có và luôn vui vẻ trong công việc. Thi công nhanh, giá cạnh tranh, tối ưu hóa lợi ích, tối thiểu chi phí. Vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction vinh dự là địa chỉ tin cậy và là đối tác chiến lược của nhiều nhà đầu tư, khách hàng và được các nhà thầu đánh giá là điểm sáng trong ngành xây dựng tại tỉnh. Trong thời kỳ hội nhập 4.0 và phát triển, vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, sự quan tâm hơn nữa từ các chủ đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, qua đó tạo nên sức cạnh tranh và hòa nhập với sự phát triển của kinh tế. Hạ tầng cả nước đang trên đà phát triển. Vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction để nhận được một giải pháp nhân đôi giá trị. Bởi sứ mệnh của chúng tôi là sinh ra để góp phần kiến tạo nên công trình thịnh vượng, ngôi nhà hạnh phúc. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Kiên Thu. Địa chỉ: tầng 2, số nhà 49, đường Hùng Vương, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Văn phòng đại diện: tầng 1 tòa nhà 11 T2 Vinaconex, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. 0979 293 298. 0908 293 298. Vật liệu xây dựng Kiên Thu Construction. Niềm tin cho mọi công trình.